tôi đã thấy là ở dưới sân có một đội hình rất là khủng đó. Có những tiền đạo tứ danh của quốc gia sẽ phải đá với những tiền đạo tứ danh của sân khấu. Thì đây là một sự kết hợp mà tôi nghĩ rằng rất là hiếm có. Còn nhanh cậu ơi, đang thả tim đi, đồng loạt thả tim đi. Chúng ta chuẩn bị mời tổ trọng tài là 2:15 chúng ta làm thủ tục cho hai đội ra sân và kết thúc. Sự kết hợp của các nghệ sĩ sẽ tạo nên một đội bóng, đó là đội chung sức cùng với đội. Và một nữa xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng chờ đợi trong giây lát để các cầu thủ chúng tôi chuẩn bị trang điểm, make up cũng như là chuẩn trang lại trang phục của mình. Điệu vô trong hùng rồi. Anh chỉ 2 chục nữa, trời, 3 chục chưa đá mà được 80 triệu rồi. Nói chơi thôi quý vị ơi. Thật ra thì các anh em nghe thông tin các em đến đây ủng hộ chúng tôi. Dạ rồi, bây giờ xin thể hiện nghĩa cử của mình bằng cách bỏ bao thư vào thùng phiếu góp của chúng tôi phía trước ạ. Đại diện là anh Lâm Vũ cũng đã bưng sẵn một thùng phiếu rồi. Và ở hàng đầu tiên đó là các anh em đến từ đội. Rồi xin mời các anh em nào chúng ta còn cầm trên tay thì chúng ta nhanh chóng bỏ vào thùng quyên góp ạ. Và mời đội hình chính của hai bên này tiến ra sân ạ. Gaspar, xin mời vào trong khán đài để tiến ra. Trọng tài, 11 cầu thủ của mỗi đội trong đội hình chính thức chuẩn bị. Khi nghe hiệu nhạc thì quý vị sẽ cùng tiến ra sân. Đây là chiếc áo mà U23 Việt Nam đã vô địch có toàn bộ chữ ký của đội tuyển trong này. Thì anh Tô Lâm sẽ dành tặng cho đại diện ban tổ chức ngày hôm nay, nhân vật chính Hồ Việt Trúc. Một chào tay thưa quý vị. Cảm ơn Tô Lâm rất nhiều. Rồi, bây giờ phần còn lại của chúng ta là đếm tiền. Còn một cái nữa. Bạn đại diện của đơn vị nào? Fan hâm mộ thôi, tặng cho ai? Rồi, tặng cho mấy anh em đại diện nghệ sĩ và Gaspar. Xin mời bạn. Cảm ơn tấm lòng của bạn rất nhiều. Đó, cứ ai tặng gì là chúng tôi ghi nhận hết. Rồi, bây giờ thôi ha, còn tặng gì nữa không? Không tặng nó đếm tiền ha. Ok, chiều ơi.
Dạ, cảm ơn chị Phương, cảm ơn chị Phương Hồng Xoàn rất nhiều. Chị Phương Hồng Xoàn đến đây do mưa gió chị Phương đến trễ, nhưng mà chị Phương cũng kịp chuyển 50 triệu cho quỹ vì miền Trung. Cảm ơn chị Phương nhiều ạ. Rồi, thưa quý vị, đây là số tiền mà Trần Hữu Đông Kiều đã nhận thực trong tài khoản, có tin nhắn rõ ràng xác thực, đó là 147.099.000 đồng. À, Kiều nói là còn có rất nhiều người hứa nhưng mà chưa chuyển. Có gì em cứ ghi dành lên danh sách nha, Facebook tụi anh nhiều lắm, em yên tâm đi, fan nhiều mà. Thưa quý vị, số tiền mà chúng tôi ghi nhận được toàn bộ tại thùng quyên góp lúc này, đó là tổng số tiền 38.060.000 đồng. Rất tuyệt vời đấy ạ. Nó mỗi thứ, mỗi chút thôi nhưng mà là tấm lòng rất lớn. Và số tiền ghi nhận tổng thể bao nhiêu, số tiền mà lúc ban đầu chúng ta ghi lại trong phần tổng kết, số tiền mà các anh em các mọi người đã thông báo, từng đơn vị thông báo rồi. Rồi, bây giờ em xin phép thống kê lại một chút, là ban thư ký mới nãy là các anh em đọc hơi nhanh một tí, nên bây giờ em xin lượt lại nào. Thôi Việt Trung là 50 triệu, anh Tiến Luật 50 triệu, là 100 triệu. Em thư ký ghi lại cho anh đi, trong này 200 mấy là anh nghĩ là còn sót, em anh phải điểm danh lại mới được. Anh Vũ Trí là 20 triệu, chị Phương 50 triệu, anh Ngô Mỹ, anh Thanh Trầm Hương là 50 triệu, Quỳnh Phương 20 đúng không em? Quỳnh Phương 20. Anh Gà Spa 50. Em ghi kịp không? Ghi kịp không? Câu lạc bộ chương trình 10 triệu. Nãy anh Vũ có thông báo, em nó ghi sót. Minh Tuấn Mobile 10 triệu. Sau khi tổng kết ngay tại sân bóng này, đó là chẳng số tiền 340 triệu. Đó, 340 triệu. À, bây giờ Đông Trùng Hạ Thảo Kim Cương Vàng cộng thêm 20 nữa, đúng không nào? 360 triệu. Thư ký ơi, tập trung nhanh, cộng thêm 20 triệu của Đông Trùng Hạ Thảo và Kim Cương Vàng, 20 triệu nữa là 360 triệu. Nãy giờ bạn ghi mà bạn quên luôn, không nhớ đơn vị, ghi rõ đơn vị giúp anh nha. Lát hồi các anh chị sẽ chuyển khoản, là 360 triệu tiền mặt tại đây. Chúng tôi ghi nhận các anh chị thông báo là sẽ đóng góp. Và số tiền nhận được cụ thể 147 triệu trong tài khoản của Trần Hữu Đông Triều. Và 30 triệu này nữa là đâu đó 147. Và 360 triệu là tổng cộng chúng ta có 530 triệu, thưa quý vị, trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúng tôi nghĩ rằng đây là một số tiền không hề nhỏ chút nào trong cái giai đoạn, trong cái thời điểm hết sức cần thiết, cấp bách và thể hiện lòng.